nước các bạn ạ. À, mình sẽ lội xuống. Rất là sâu các bạn, rất là sâu. Các bạn xem. Cá hồn con. Cũng hồn chứ. Lẹ ra cũng hồn quá. Cá nào bắt được con? À, con nó liệu quá. Dạ. Ở đây có không cô? Cá gì? Hồn này. Hồn đó. Cho tôm. Để cho tôm. Hồn đây cho tôm không cô? Hồi sáng giờ cô bắt được một giỏ kia hả? Mới xuống à? Về đây hồi 9 giờ. 9 giờ. Đây các bạn, mới 9 giờ thôi. Các bạn có thể xem những con hồn như thế này. Hồ đây cô bán bao nhiêu một ký cô? 6.000 con. 6.000. Như cô bắt đây là một ngày luôn hả sao? Không, bắt lớn gì. Bắt đòi gì chứ? Đây gì? Đòi gì chứ? Đây thấy hồ nhỏ với cô không? À, đây hồ nhỏ cho tôm con. Hồ mình ăn. Thấy có nhiều người người ta bán hồ bự bự bự. Dạ. À, hồi bữa là mình ăn á. Lúc con đi mua đồ cũng thấy hầu to to. Hồi bữa là sữa. Dạ. Sữa lựa hầu đó ra bán cho mấy người ăn, còn hầu cho bán cái tôm. Hầu đây là cho tôm hùng hay tôm gì con? Cái tôm gì á, tôm gì ở bì rạ, bì cổ nữa. Dạ. Liệm xuống anh ăn. Đây bỏ liệm xuống này anh ăn luôn không? Dạ. Đồng hồ dĩa còn bãi xuống còn ăn. Cô bác như này thì một ngày không được bao nhiêu cô? Bác mỗi kiếm 150-200. Mỗi 150-200. Giờ mà làm mướn nó cũng khổ. Dạ. Mình bắt trong nhiều một con luôn. Như các bạn thấy đấy, đồ ngờ bắt hồ khá là đơn giản các bạn ạ. Chỉ có một cây búa với một cái cây sắt đập dẹp thôi. Dạ. Nhưng mà như một giỏ kia được khoảng bao nhiêu ký cô? Dưới 20 ký. Dưới 20 ký. Ủa, cô đi có một mình hả? Đi đứa cháu. Cô thấy cái chỗ đây nhiều người lúc người ta cũng cậy hết rồi. Ừ.
các bạn thấy ở đây san hô rất là nhiều các bạn ạ. Đây các bạn thấy san hô rất là nhiều. Cô bác ở đây là mỗi khi nước nó cạn đi hay là lúc nào cũng đi con? Dạ, nó bị đé, đi trên nước nó bị đé. Dạ. Bác đây cuối tuần nào có nghỉ không cô? Ở nước lớn mà nghỉ à? À, nước lớn nghỉ á. Tưởng nó chủ nhật cuối tuần cũng nghỉ chứ. Nước lớn đi không nghỉ không á. Nước ra ngập đất hết mà đé, đâu có loài ra được mà đi. Mình cô bác ở chỗ đây không hay là có tới chỗ khác bác không cô? Ủa chỗ đó. Dạ, cứ chỗ nào mà nước nó cạn thì cô đi bắt hả? Ờ, nước cạn cô đi bắt. Dạ. Dạ. Từng lửa tu bông đi luôn. Xa nhỉ? Đi đây không? Dạ. Dạ không. Dẹo cảnh không? Dạ con dẹo cảnh. Rảnh thì dẹo cảnh chơi. Ừ. Thôi cô bắt tiếp đi nha cô. Ừ. Con đi một vòng chơi. Dạ. Dạ. Chào chú. Bắt gì đi chú? Tôm đây bắt nha, mình bắt nhưng mình làm gì chú? Ăn hả? Có ốc nữa. Để mình một bìa điều. Để không có. Có ốc luôn. Thì đâu có đâu. Để đi chơi không? Chơi. Dùm vòng chơi. Đi. Tôm này dễ đúng con xìu. Đây đúng con xìu chắc ngon hả? Đúng con xìu ngon. Chút cái năm con 57 con. Ông ơi, đúng gì nó làm như bữa đó. Mua con dầu. Đồ ăn vài cái nó cũng ớn rồi. Giờ ông đúng con xìu nó que, màu ớn. Ít thôi chứ, bỏ ít thôi. Ớn ớn bột cho mày ớn tôm. Ớn bột nó khó ăn, ít ăn cũng người quen người không sao mọi người. Đó. Bột bánh xèo hả? Đâu bột chiên giòn ạ. À. Có người ăn được, có người ăn cái chỗ. Ăn miếng ai miếng ố, múa. Thay giờ chắc dầu ta. Chắc dầu nhiều chứ nếu mà đâu nấu à. Hay đồ cho bữa nào thì làm bữa vậy. Do nhiều người thì ăn dầu không được. Không được, ít được. Không? Lỡ dầu mỡ nó nhiều người ta ngán nữa. Bữa nó đi mua miếng mỡ rồi đó. Thì thắng rồi. Thắng mỡ thì tốt rồi. Khét. Dầu cá nhẹ tụng mỡ nhẹ tụng mỡ. Chẳng lấy thịt ra mình mở rút luôn thôi vậy ra để thử bỏ bột vô luôn. Chị em cũng nói giờ tôi nói đùa ông thực hiện thì kêu tôm xong cái nó nói thì ông chặt bên heo ông cướp cơ chặt đầu đủ mình gác với nó mình mệt à. Tôm này tôm đất hả? Ủa một lần kéo vô đây hơn chú? Bây chú mới kéo hả? Hay sao? Đi con nào xuống vậy? Đi không? Để con đi chỗ này này. Chỗ này dưới đi rồi. Cho tôi luôn 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 lu
ốc này bé cũng có tiền thật to. Rửa sạch bỏ vô luôn, cái gì đâu chứ nhỏ trong đây này cũng như là rảnh xuống để chiếu giờ đúng xíu không chứ. cuối tuần xuống này dài kéo xuống đi quế đẻ đúng không, nhiều cho một vết một lần kéo nhiều cho. Đây các bạn, một lần đây các bạn. Như đây là đổ bánh xèo là coi như là y bài. Chú ở trong nhân dân này hả chú? Rửa lon móng không đi. Nè. Ốc đây ngọt luộc xong lửa cũng mệt hết chứ. Hát nhậu luôn đó, được chứ còn ngồi còn nhớ được con ăn luôn. Ở đây ốc hương giống gì đúng không chú? Hiếm đâu phải ốc hương rồi đây đâu, vậy là ốc rồi đây đâu có đâu, khi có cho dở đâu. Ai mới đi mua ốc đây vừa ăn, đều đâu có. Kéo cũng có ruốc luôn chú. Nè lá bị bóng này đừng này, còn cái con ruốc này lấy kia đó. Đây là ruốc các bạn, đây là những con ruốc. Đây, bắt đầu này. Không với mày ngầu luộc trong một nhậu đêm với cái lò gạch kéo đây ngầu hết tới chiều á. Bây giờ lại bắt đầu đê vô mà tới chiều sắm luôn cho chiều đó 2 giờ quất luôn chưa theo cách luôn chắc cậu rồi con.